Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Là tối ngày thứ hai ngày 19 tháng 12 2022 nha anh em. Đầu tuần mới rồi, chúc anh em có một tuần làm ăn thành công thắng lợi ha. Nhiều may mắn nha anh em. Chúng ta lại tiếp tục gói hàng nha. Trước mắt anh em là một cái JD 1000 giá là 2.250.000. Gửi cho chú Thay ở ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông. Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Thì chú Thay trước đây lấy cặp này, một thùng giá 4.500.000. Phí ship thì khoảng đâu đó hơn 100.000 tí. Bữa nay chú quay lại chú định mua một cái này với một cái L200. Mà L200 thì 2 ngày nữa mới có. Với lại cái này với cái L200 thì nó cũng không có gói chung nhau được. Do cái nào cũng bự hết, gói chung thì bưu tá người ta khiêng không có nổi. Cho nên thôi bây giờ đằng nào cũng gửi hai cái. Mà không gói chung được thôi mình gửi cái này trước. Rồi chừng nào có L200 thì mình sẽ gọi lại cho chú và mình gửi bổ sung. Đó thì các anh em đam mê những cái đèn mà lỡ như nó hết thì cũng cứ nhắn, cũng cứ gọi. Mình sẽ ghi nhận đó, chừng nào có hàng thì mình sẽ gọi lại. Nếu anh em còn nhu cầu mua hàng thì mình sẽ gửi. Còn anh em hết nhu cầu mua hàng rồi thì thôi, đó đâu có sao đâu ha. Thì thôi bây giờ trở lại với JD1000. Thì cái này là cái mắc nhất mà mình từng bán và cái bự nhất mà mình từng bán, cấu hình cao nhất mà mình từng bán, 2.250.000. Tuy nhiên ở ngoài thị trường có anh bán cái này 3.000.000 luôn, 2.700.000, 2.900.000 luôn. Thì mình đang bán 2.250.000 là cũng nay mấy tháng rồi. Lúc trước là 2.150.000 và nó lên 100.000 anh em, do giật giá đồ này kia đó, nó lên thì nó lên theo đó. Thì sơ lược lại về cấu hình ha. Cái tấm pin là cái tấm pin 85W, cái tấm pin to gọi là hết cái mặt bàn luôn nha mọi người ha. Cái mặt bàn này để cái tấm pin với cái đèn không là hết luôn. Đấy, tấm pin 85W, một cái đèn năng lượng mặt trời mà tấm pin mà đạt tới 85W là rất là khủng nha mọi người. Chiều dài của tấm pin là 8 tấc 2, chiều ngang là 4 tấc 2. Cái này đo thuộc, ô không phải, chiều ngang là 5 tấc 15 ha, 5 tấc 15, mình lộn, 4 tấc 2 của JD300. Còn cái đèn á là chiều dài á là 5 tấc 25, chiều ngang á, chiều ngang là 4 tấc 15 nha. Tấm pin á là 85W như mình nói lúc nãy. Bộ pin lưu trữ của đèn này á là 80A, 80A ha. Nó có một chục mười mấy cell gì 32650, 80A. Và led á thì 1190 con led đó, SMD 5730. Thân thì chắc chắn là bằng nhôm, chắc chắn rồi. Có chữ JD đúc nổi ngoài sao, hàng Zindian chính hãng nha. Đúc là dập nổi chữ JD Zindian luôn nha anh em. Đó, dập nổi luôn. Sơn tĩnh điện màu đen rất là đẹp. Thì liên quan tới cái vấn đề cấu tạo của đèn. Chiều có anh hỏi mình về cấu tạo của đèn này. Ý anh hỏi là cái đèn hư có thể sửa được không? Thì bây giờ mình sơ lược lại cho anh em vấn đề đèn hư. Cái tấm pin này nếu mọi người mà bắt cố định trên nóc nhà là 30 năm sau chưa hư nữa, đảm bảo với mọi người luôn ha. Tấm pin này không có cái kiểu gì mà hư được hết trơn. Để im nóc nhà đừng làm rớt nha mọi người, không bao giờ hư. Rồi 1190 con led này á là mắc song song với nhau. Như anh em cũng biết á, khi mà led mắc song song thì đứt con này mấy con khác vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì 1190 con led này để nó đứt hết á là rất là khó khăn, thấy không? Rất là khó để đứt hết số led này. Nhiều bạn cứ nghĩ là bây giờ nó đứt vài con led thì điện áp nó sẽ dồn qua những con led khác, rồi những led khác nó bị điện áp cao rồi nó lại mau đứt. Anh em nghĩ vậy là không đúng. Nó cái mạch bây giờ nó có mạch điều khiển chứ không phải như xài ắc quy hồi xưa nha mọi người. Mạch điều khiển này nó giúp cho ví dụ như vôn cung cấp cho led là 3.2V, bây giờ một con led cũng nhận 3.2V mà 1000 con led cũng nhận 3.2V đó. Đứt những con led này thì những con led khác vẫn hoạt động bình thường, mà 1190 con led này mà đứt á, là chắc cũng mấy chục năm á mọi người ha. Cho nên là cái vấn đề led, mạch led này là cũng không có vấn đề thay. Vậy thì trong cái đèn ta cái gì hư? Cái mạch sạc này nó có giá trị, mạch sạc này và remote này nó có giá trị khoảng 70.000. Nếu lỡ có hư ta thay tốn 70.000 ha. Remote này có chó gặm nữa cũng là tốn 70.000, cũng không có đáng kể đó. Rồi nếu mà mấy cái đó không hư thì sau này lâu dài 7-8 năm thì cái bộ pin lithium trong đây nó sẽ bị hư. Bộ pin hư thì đơn giản thôi, này là mình giải đáp cho anh hồi chiều, anh thắc mắc cái vấn đề đó. Tại vì anh có một cái đèn ở nhà hư rồi mà sửa chả được,
mà nói chung là mình kêu gửi về mình sửa, ảnh cũng không chịu luôn, ảnh nói thôi dục luôn cho rồi, chứ giờ gửi tới gửi lui thì cũng phiền. Với lại anh mua cái đèn đó có 700-800 ngàn à, nó không có chỗ để mở ra đó. Còn đèn này có nha, anh em nhả cái này nè, thì hiển nhiên là khi mình nhả cái đó ra là hết bảo hành rồi đó, hết 2 năm bảo hành rồi mình mới làm chuyện đó đúng không, cho nên lúc đó mà cái chuyện rách tem bảo hành là nó không quan trọng nữa. Ở chúng ta mở nhả những cái này ra nè, con ốc đàng hoàng, nhả lấy tấm kính này ra, nó lòi bộ pin ra rồi, chúng ta lấy mỏ hàng chấm nối bộ pin khác, hoặc là ta cắt dây ta nối luôn ha, cắt dây nối quấn lại đấy, thay ô pin khác và cứ xài tiếp. Vậy thì cái đèn này đâu phải là xài 5-7 năm dục đâu mọi người, xài 15-20 năm mới dục đó. Còn như mình nói anh em nghe, khung nhôm này nè, để khung nhôm này mà tới mà nó rã nó hư á là chắc anh em mình về hưu hết rồi đó. Nó mới hư thấy không, cái khung nhôm nó dày mà nó chắc chắn, gõ vô cũng gãy tay luôn á. Đây, nó nặng mình không có thể nào mình khiêng lên được luôn á, mình lật qua lật lại thôi chứ không có rinh nổi đó, thì nó chắc chắn đến vậy làm sao mà nó hư được đúng không. Tấm kính này dày cui đấy, đang tâm sự với anh em thì có cuộc gọi ha. Thì mình nhắc lại sau này mà lỡ như bộ pin nó hư thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mặt kính này ra và thay bộ pin mới nha. Bộ pin mới đó chúng ta mua tùy vào điều kiện kinh tế gia đình của chúng ta. Chúng ta yếu kinh tế thì ta mua bộ pin nhỏ, lớn kinh tế thì ta mua bộ pin lớn lên ha. Bộ pin càng lớn thì ban đêm nó cháy càng nhiều tiếng đồng hồ đấy, đơn giản như thế đó. Mình nhắc lại ha, đèn năng lượng này không phải là xài hết bảo hành là dục nha anh em. Nhiều anh em cứ nghĩ là cứ hết bảo hành dục, hết bảo hành dục 2 triệu mấy mà làm sao dục đơn giản được mọi người. Hư gì thay đó, mình nhắc lại là mạch led không hư, tấm pin không hư, chỉ có thể mạch 70 ngàn này, 70 ngàn mạch 70 ngàn này hư nè, hư thay 70 ngàn có gì đâu. Bộ pin lưu trữ này sau vài năm nó hư hả, mà bộ pin lithium muốn hư là cũng phải 7-8 năm mới hư, tại vì nó có một chục mười mấy cell lận. Lỡ như nó có hư cell này thì coi những cell khác vẫn còn sử dụng bình thường, tại vì nó đấu song song nha đấy, cho nên là lỡ như mà hư vài cell thì nó đèn nó hơi yếu thôi chứ nó cũng đâu có hư đâu. Mà lỡ như nó hư hết đi thì chúng ta thay bộ pin mới vài trăm ngàn nha, chứ không phải dục cái đèn nha mọi người. Đấy, thì cả đèn lớn và đèn nhỏ của hãng Zinian chúng ta đều như vậy, chứ không phải cái đèn lớn này mới làm được chuyện đó. Đèn nào thì chúng ta cũng có thể thay thế và sửa chữa rẻ tiền thôi chứ không có gì trơn á. Đấy, chứ anh em cứ nghĩ là đèn hư dục không à, mình cứ đèn hư quăng vậy mua nhiêu xài cho đủ anh em ha. Thôi thì mình kết thúc video ở đây. Trước khi kết thúc video thì mình sẽ test cái đèn này ha. Đèn này test sơ thôi chứ cũng không cần phải test quá kỹ nữa. Tại vì nếu mà nói về ánh sáng, đèn năng lượng mặt trời cái này là quá quá vô địch ha. Đâu còn cái nào sáng hơn nữa đâu mà để so sánh. Đấy. Độ sáng thì cũng khủng khiếp mà cấu hình thì cũng quá khủng khiếp. Đấy, như chú thầy này chú mua 2 cái rồi đó, đang sử dụng đó mà giờ lấy thêm cái nữa nè. Uy tín hơn nè. Thôi xin chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người những video lần sau.